Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Macao Đổ Bại trong video buổi sáng thứ sáu ngày mùng 5 tháng 4 bác nhá. Hôm qua thì em có chút việc bận thì cũng không nên video được. Thực ra thì hàng hóa thì nó cũng chưa về các bạn, nó chưa về nên là hôm nay có một ít hàng thì em sẽ nên bán nốt cho các bác đó nhá. Đấy thì một ngày mới, kính chúc tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh cũng như đăng ký kênh của Ma Cao Đồ Bãi, xem video của bên kênh của vợ chồng em một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, may mắn, thành công. Vâng, thì trước khi vào video thì em cũng vẫn chia sẻ với các bác một chút về cái việc mà mua hàng. Đấy, thì bên em là bán hàng không có có nhận cọc các bác nhá, không có nhận cọc. Đấy, các bác xem video các bác ưng mã nào thì các bác chỉ cần gọi điện cho vợ chồng em qua số điện thoại 0969888508, em để tiêu đề bài viết đấy. Vâng, thì các bác gọi điện vào ưng mã này cho tôi chút mã này và các bác để thông tin địa chỉ thì bên em sẽ có trách nhiệm là đóng hàng. Các bác cũng biết là nhà em đóng hàng rất là cẩn thận đúng không ạ? Bên trong thì có màng xốp này, rồi ni lông này, bên ngoài là thùng xốp này, màng chít này, rồi băng dính chống vỡ đúng không ạ? Hàng dễ vỡ, nói chung là đóng được một cái đơn hàng rất là vất vả và tốn nhiều công nhiều tiền các bác nhá. Đấy nên là trước khi mua hàng em cũng xin các bác lưu ý là nghiên cứu thật kỹ về cái dung tích nhá. Một nít thì nấu được bao nhiêu lon gạo? Là 3 lon gạo, và tối đa là 3 lon gạo. Nít 8 là nấu tối đa 5 lon gạo và một nửa lít là nấu tối đa 1 lon rưỡi gạo các bác nhá. Đấy, là lon sữa ông bò, là bát gạo hay là chén gạo ở trong Sài Gòn. Tránh tình trạng là khi mua rồi nhận hàng thì lại to hay bé nhá. Là tôi không biết là cái nồi này sao nó bé thế, nên là tại sao mà các bác là không, hôm nay không mua được ngày mai mua mà đúng không ạ? Tuần này không mua, tuần sau mua, không được vội vàng về cái việc đấy đúng không ạ? Vì có phải là mình không mua hết, mình không mua mua hôm nay là nó hết đâu, nó còn rất nhiều hàng các bác. Cứ bình tĩnh nghiên cứu xem đúng không ạ? Giải trí cũng được, rồi nghiên cứu xem là hàng hóa này nó như thế nào hãy mua. Đấy là cái việc về cái dung tích. Thứ hai, màu sắc. Thứ ba là nếu như các bác mà không nhận được hàng thì tốt nhất đừng có đặt. Đấy, chứ khi đặt hàng rồi không giao được hàng thì các bác muôn vàn lý do là tôi bận cái nọ, tôi bận cái kia, rồi tôi thế này, tôi thế khác. Đấy, em nói rõ như vậy, trong ngoài là hàng chuyển đi là hoàn về. Thứ nhất là mất công, thứ hai là mất tiền, thứ ba là những người cần mua cái sản phẩm đấy thì không mua được. Đấy, em chia sẻ thực sự các bác như vậy. Đừng, nhiều lúc là em nói thì các bác bảo là bêu rếu nọ kia, nhưng thực sự nói như vậy. Nếu như các bác cứ bán hàng đi em đi ạ. Đấy, ngày hôm qua là hai đơn hàng hoàn. Đấy, một đơn hàng là bảo là không vừa, không đúng dung tích, à dung tích bé quá tôi không mua. Đâu ngày bán được 4 5 đơn hàng hoặc 6 7 đơn hàng mà hoàn mất 2 3 đơn hàng thì tiếp bác bảo buôn bán cái gì nữa. Tiền mà đã bán bao giờ cho nó bù lại cái việc cước gửi đi gửi về. Nên nhiều lúc em nói thì các bác bảo là khó khăn gay gắt nọ kia, thực sự các bác cứ bán hàng đi em đi. Đúng không ạ? Hoàn thiện được một cái hàng gửi đi cho các bác thì muôn vàn lý do các bác không nhận hàng. Mà em bán hàng đâu nhận cọc đâu. Đúng không ạ? Thì cái tiền cước đấy ai chịu? Bên em hoàn toàn chịu trách nhiệm các bác. Nào tốt ra thì các bác chỉ trả có 20.000 cái tiền công cho các bạn shipper, bạn chở hàng từ bưu cục đến nhà các bác thôi, chứ không phải là trả cho em. Đấy, còn toàn bộ tiền cước gửi đi gửi về em chịu, rủi ro hàng hóa trong quá trình chuyển hàng vỡ thất lạc là bên em chịu. Đấy, nên các bác lưu ý là đừng có đặt cho vui nhá. Mà khi đã đặt hàng rồi ấy thì không đổi hàng nữa đúng không ạ? Hoặc là hôm nay xem kênh của em thích cái hàng này mua, xong ngày mai xem kênh người khác thấy cái hàng cũng như vậy bán rẻ hơn thì lại không thích, lại đổi hàng, lại bảo là không lấy hàng nữa. Chúng ta lớn rồi đúng không ạ? Thực sự đây em bán hàng đa phần là các bác là có tuổi rồi, nên là các bác khi đặt hàng là nên có trách nhiệm với cái lời nói của mình đúng không ạ? Thực sự là ngày hôm qua em rất đau đầu với cái việc 4 5 đơn hàng không nhận rồi hoàn. Các bác bảo như thế buôn bán là kiểu gì, nên em nói nọ rõ luôn từ ban đầu, mất lòng trước hơn được lòng sau. Đấy, khi các bác đã xem video và ưng ý chốt đơn rồi thì nuôi vui lòng không thay đổi ý kiến và vui lòng nhận hàng giúp em. Nếu như cái hàng của em không có lỗi lầm gì mà đúng như video bác xem ở trên video mà bác ưng cái mã đấy, em nói trước như thế. Ok, đấy là một con vài con sâu nằm sổ đồng canh thôi, thì có lượng khách hàng của em cũng rất là đông, là gần 5.000 bác đăng ký kênh rồi, và gần như các cái sản phẩm lên trong ngày là các bác đều là ủng hộ bộ chúng em rất là nhiệt tình. Em cảm ơn các bác rất là nhiều, những bác khách hàng chân chính. Còn những khách hàng là không cứ đứng núi này trông núi khác thì tốt nhất hay đắt rẻ thì chúng ta không nên mua của nhau. Đấy, các bác xem của em là em bảo cảm ơn rồi, còn cũng không nên cần mua hàng bên em bác nhá. Đấy. Vâng, và điều thứ hai là để sử dụng được cái nồi cơm điện Nhật ý, thì các bác bắt buộc phải sử dụng một bộ đổi nguồn như này, không thể cắm trực tiếp vào điện 220V được. Đấy, không nhiều lúc này mua về lại ngớ ra ơn này, tôi lại tưởng kia đấy, có nhiều khách hàng cũng không tìm hiểu. Em nói luôn, nồi đổi điện Nhật 100% sử dụng điện 100V. Đấy, phải sử dụng qua bộ đổi nguồn như này. Đấy, nó rất là cách cách và nó tốn tiền thêm bộ đổi nguồn như này nữa nhá. Như cái bộ 2 kVA dây
nhôm này em đang bán bao xuyên Hàn Quốc là 500.000, 2 KVA dây đồng em bán bao xuyên Hàn Quốc là 700.000. Bộ 3 KVA hiện tại đang hết hàng các bác nhá, hiện tại đang hết hàng không có hàng đâu. Đấy, biến áp tự ngẫu bằng dây nhôm của công ty Nonat Stanna Việt Nam. Hàng chính hãng, bảo hành 1 năm nha bác. 2 KVA dây nhôm là 500.000, 2 KVA dây đồng là 700.000, bao xuyên toàn quốc các bác nhá. Đấy. Thì em lại tiếp tục nha các bác nhá. Đây là bên trong hàng, bên trong đây hai bên cửa đều địa điểm bên trong. Khi các bác nhận hàng thì bác lưu ý giúp em kiểm tra giúp em cái biến áp nhá, vì bên khi đơn vị vận chuyển đấy nó vận chuyển nó quăng quật, đấy nó quăng quật nên là nó bị xô dịch cái biến áp chuyến bên trong này. Bên trong này là biến áp tròn, nó bác nhận biến áp tròn thì nó sẽ bị xê dịch đi. Thì khi nhận hàng các bác lưu ý giúp em nhìn qua cái rãnh này, nếu mà như vậy nó bị dính vào cái rãnh này thì các bác vui lòng nghiêng về cái phía kia và bác đập nhẹ xuống cái phần dì mềm nhá, thì để cho cái biến áp nó về đúng vị trí, về đúng vị trí các bác nhá. Đấy, nó về đúng vị trí, ok chưa ạ? Đấy thì em vào việc luôn. Đấy, 2 KVA đi ạ. Đấy, hai cửa đều điện 100V nha các bác nha. Hai cửa đều điện 100V, các bác cắm bên nào cũng được. Đấy. Đây, đầu tiên là một em Hitachi, một em Hitachi. Stem BH. Đấy, nối cao tần áp suất bi nhá, có mã là RZE1000E9M nhá. Thành quách màu trắng này. Đấy, mặt mũi đây có tí bẩn này. Bằng nhựa nhá, thành quách bằng nhựa, các bác lau chùi là sạch thôi. Các nào mà nhà khu bếp sạch sẽ mà gia đình mà chúng ta dùng giữ gìn thì mua màu trắng này rất là sang trọng cái bếp nhà mình, nhưng mà những bác nào mà sử dụng mà không giữ gìn được thì tốt nhất không mua màu trắng nha. Để về nó vài hôm nó đen xì đi, nó bẩn, nó xấu. Bác nào mà giữ gìn được thì mua màu trắng này rất là sang trọng luôn. Sản xuất năm 2021, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1400W nha các bác nhá, 1400W. Đấy, sản xuất năm 2021 nhá, 2021 đây ạ. Đấy, tất cả sản phẩm bên em đều bán có bảo hành thôi nhá, đều bán bảo hành và có test cơm nhưng bác, tất cả các phím đều được dán tiếng Việt. Đấy, bác nhận hàng là quyền kiểm tra hàng, sau đó mới thanh toán. Bây giờ là 6:58, màn hình ẩn đúng không nhá, màn hình ẩn, tất cả các phím hoạt động bình thường, nấu nướng ok này. Đấy, tất cả hàng em test cơm rồi nên khi nhận hàng các bác hoàn toàn yên tâm, không cần phải chờ nước sôi nhá. Nồi cao tần các em lại lưu ý lần nữa là nấu nó không sôi ngay từ ban đầu đâu, nó phải chờ các nhá. Nên là các bác nhiều lúc là nhiều khách là yêu cầu shipper là nấu chín cơm hay chờ sôi nước. Thực ra này nó có chức năng nấu nhanh nhưng mà hướng dẫn các bác ở các cái chữ nhật trong này nó rất là lâu, nên các bác hoàn toàn yên tâm này về cái việc mà anh em hàng hóa về anh em nhá. Hẹn giờ cơm chín này, giờ cút này, hủy này, hâm cơm này, hủy này, chọn gạo này, menu nấu ăn này, ok các bác nhá, tất cả các phím hoạt động hoàn hảo nhá. Đấy, tính có bằng nhựa đẹp nhá, mặt mũi đây, màn hình ẩn nhá, màn hình ẩn đấy ạ, màn hình ẩn chứ không phải là hết pin đâu nhá. Đấy, song rong như mới nhá, song rong như mới này, có nhìn thấy mới chưa ạ, gần như chưa dùng nhưng con này rất là mới, nó đời 2021, song rong như mới này, xanh mướt luôn nhá. Đấy, nắp hơi còn phẳng nét luôn này, chưa có cong vênh do nhiệt độ nhá. Đấy, đáy có xước một chút xíu nữa nhá, đáy có xước một chút xíu đâu. Đấy, chúng ta bỏ lên, chúng ta vo gạo ở trên bàn đá thì vài ngày thì nó cũng bị xước thôi, nhưng bên trong này rất đẹp nhá. Đấy, lòng gân gai nhá, có những vết xước môi nhá, nhưng không bị chấm chóc nhá, em cam kết các bác không chấm chóc luôn, từ trên xuống dưới vết xước môi là có nhá. Ok, bên trong này màu trắng là sạch bóng nhá, bóng này không xì quá nhá, không xì, cứ đúng song rong của nó là không xì. Đấy, mã đầu tiên em để các bác đời 2021, cao tần áp suất bi Hitachi, rất đẹp luôn, màu trắng nhá, cặp nách mã số 1 ngày mùng 5 tháng 4 để bắt đầu là 1.200.000, 1.200.000 quá nhá, song rong như mới rất là đẹp luôn ạ, 1.200.000. Rồi tiếp theo một em cắp nách, tiếp một em Royuci cao tần IH này, đến từ hãng con voi, nồi cao tần vua đầu bếp Nhật Bản đây. Bây giờ là 7 giờ rồi, mặt mũi thành quách đây, bốn xung quanh đây, đáy điếc nên là không bể vỡ nhá, sản xuất năm 2020 quá nhá, sản xuất năm 2020, nồi con voi cắp nách này, con này thì mới in ra ban đây các nhá, mới in ra ban đó, ra ban đâu đây, mới in ra ban đấy nhá, có mã là NVKSA10 này, sản xuất năm 2020, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1115W nhá, 1115W. Đây có cái phần dấu dây đây, đấy, dấu dây đây đấy. Tất cả em đã test cơm rồi, các bác yên tâm sử dụng. Cắp nách này, nấu đây. Đấy, đây đâu. Nên là hẹn giờ cơm chín này, giờ phút này. Đấy, hủy này, nấu này, 70 phút nhá, nấu hiện giờ các bác nhá. Đấy, hủy này, menu này, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ phút. Đấy, ok các bác nhá, các phím, các chức năng hoạt động hoàn hảo nhá, chuông còi kêu to. Đấy, nhạc nhiếc còn đầy đủ, không thiếu cái gì hết.
Loang xanh này, loang xanh nhá, loang xanh mướt nhá, mặt inox sáng quắc này, à, mặt trước mặt sau đây, loang xanh mướt nhá, xoong bóng đẹp này, đời 2020, xoong bóng đẹp, đây đáy đây có hơi có sức sức một chút xíu nhá, chưa chảy sơn nhá, bên trong đẹp này, bóng này, à, có biết sức mua nhá, có biết sức mua. Ok chị ạ, bên trong đây, bên trong đây này, à. Rồi GOC sản xuất năm 2020, rong song đẹp nhé, ngoại hình đẹp, nói chung là tầm 8,5-9 điểm, song rong thì tầm 9 điểm, à, bên ngoại hình thì tầm 8 điểm, để bao nhiêu đòi cao 2020 nhé, mã số 2 này, 5 tháng 4, để bác 960k, 960.000 con nha, giá này cả tất cả những giá báo là có cả ship rồi. Đấy, các bác nhận hàng bác chỉ thanh toán 960.000 thôi. Đấy, chứ không cần phải thấy thanh toán gì thêm. Cái tiền cước tiền viết nhá. Đây lên bác một, duy nhất em Nit 8 đây. Mày em Nit 8 nhá. Đấy, em Nit 8. Con này có sóng âm nhá, có sóng âm. Đấy. Thì nấu thì đến bắt đầu siêu sôi thì có đèn hành trình nhá, có đèn hành trình. Con này cơm rất ngon luôn nhá. Bao cơm ngon con này luôn. Đấy, có đèn hành trình đây. Thì đến khi bắt đầu nó sôi lên thì hai cái đèn ở hai cái lọc này nó sẽ sáng lên. Đấy, sáng lên nha, sáng màu đỏ lên. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đây con này nó có mã là NJ18SE8 nhá. Mặt mũi thành quay đây, thay pin rồi các bác nhá. Rất là nhiều chức năng luôn các bác nhìn thấy, sáng quắc nhá. Phím viết không bong chóc nhá, mặt mũi còn đẹp này. Phím viết không bong chóc nhá, mặt mũi còn rất đẹp nhá. Đấy. Thành quách đây, sản xuất năm 2011. Dung tích 1 lít điện 100V, à, dung tích lít 8 điện 100V, công suất là 1370W. Đấy, 1370W điện 100V thôi nhá, sản xuất 2011. Đấy, con này là nó có sóng âm nhá, nó có sóng âm và có đèn hành trình. Khi bắt đầu sôi thì đèn hành trình nó sẽ sáng lên nhá. Nấu này, đây là đèn hành trình, khi này nó sẽ sáng hai cái đèn đỏ ở đây. Đấy. Nhìn này. Đây là phân khúc cao cấp nhá, phân khúc cao cấp các bác nhìn đi. Đấy, các bác cứ tìm hiểu đi đã nhá, hãy mua. Đấy, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Thủy này. Menu này, thủy này. Chọn gạo này. Ồ, hâm. Đấy. Ok, các phím hoạt động rất tốt các bác nhá. Chuông còi kêu to. Nít 8 đấy các bác nhá, một con Nít 8 duy nhất dành gia đình đông người đây. Đấy, mặt mũi đây bác ngắm lại một lần nữa đây. Không mua xước sát đâu nhá, không mua xước sát đâu. Nhưng con này này, lòng này xấu đâu, giá bình dân các bác nhá. Xấu cũng không phải là xấu lắm đâu. Đấy. Vẫn nấu vẫn bao các bác. Đây, này nó hơi mọt một tí này, không ảnh hưởng gì nhá. Gioăng này, gioăng dày này, gioăng kép nhá, rất là mềm, gioăng kép rất mềm. Mặt sau này, mặt trước mặt sau còn đẹp này. Đấy. Em thì bán hàng có được nhận hàng kiểm tra thanh toán nên các bác hoàn toàn yên tâm, có sao em báo vậy, những cái gì em nhìn làm sẽ báo hết nhá. Đấy, xong còn đẹp này, xong dày nhá, xong rất dày, tại sao mà cơm ngon, lòng dày thì cơm sẽ ngon thôi. Đấy, bên trong lòng có chấm cám nhá, bao có không dính cơm nhá. Đấy, bao các bác không dính cơm, một em Nít 8 duy nhất nhá, bao các bác không dính cơm. Ok chị ạ, bao các bác không dính cơm đâu, bác hoàn toàn yên tâm. Đây Mitsubishi. Đấy, ngoại hình thì đẹp nhá, ngoại hình thì đẹp đây. Hai lá nhôm bên trong, hai lá đồng bên trong đây, con đẹp này. Đấy, ok chị ạ, đây bên trên này, ngắm kỹ giúp em nhá. Đấy, mua hàng thì nghiên cứu chữ kỹ trước khi mua. Mua hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0969885008 nhá. Em bảo em làm cái biển mà em vẫn chưa làm được, kính mong các bác khách sức thông cảm. Pin thay rồi nhá, pin thay rồi các bác yên tâm đi ạ. Bây giờ là 7:03, đã xuống 3 ngày 5 tháng 4, để các bác bao nhiêu tiền đây, 860k, 860.000 một em Nít 8 nhá, lưu ý Nít 8 đấy ạ, 860.000 bằng đúng một con hàng thường thôi, con này cơm ngon nhá, 860.000 giá hết sức bình dân rồi, à, đúng ạ. Đây, tiếp theo này em bác một em Mitsubishi cổ đây, Mitsubishi cổ này, vận chuyển này nó hơi đẩy ra này, không vấn đề gì hết nhá. Mitsubishi Ultrasonic đây, Ultrasonic này, thành quách đây. Đấy, cái này là hơi móp này, hơi móp, hơi cấn móp nhá. Sản xuất năm bao nhiêu? 2005, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1000 bao nhiêu watt đây? 1200W nhá, có mã là NJGG10V7 không nhá. Đấy, chỗ này hơi cấn móp nhá, hơi cấn móp, em phải tháo làm nắn nữa các bác yên tâm nhận. Mà thành hàng đã qua sử dụng rồi thì không thể tránh khỏi những vết xước sát bên trong hay bên ngoài các bác nhá. Đấy, bác nào mà quá kỹ tính là chỗ này xước chỗ kia móp thì tốt nhất không nên mua hàng bãi, mà hãy em hãy khuyên các bác hãy nên mua hàng mới. Đấy là cái lời khuyên chân thành của em. Còn hàng đã qua sử dụng rồi thì không thể tránh khỏi đâu các bác nhá. Nấu này, hủy này. Đấy.
Hẹn giờ cơm 9 giờ này, phút này. Đấy, gửi này. Chọn gạo này. Đấy. Menu nấu ăn này. Hâm này. Các phím hoạt động rất tốt các bác nhá. Đấy. Mặt mũi con này khá đẹp luôn đấy. Dây còn hút tốt này. Dòng này thì dây thứ nhất là nó to mà cót nó khỏe. Con này công suất 1200 các bác nhá. Đúng không? Công suất 1200. Công suất 1200W đấy, công suất rất lớn nhá, mít cổ. Đấy, mặt mũi đây. Màn hình xanh xanh nhá. Em tháo đâm nắn cho các bác chỗ này, các bác yên tâm đi ạ. Tháo ra nắn nhá. Rong này. Rong này. Rong này, áo màu gạo nứt nhá, còn rất mềm này, dẻo nhá. Không bị cứng nhá, không bị nát nhá. Gạo nứt thôi, bên ngoài xanh mướt này, bên trong là phần tiếp xúc với phần son thì nó sẽ bị nòng này thì đánh giá là xấu đi. Xấu đi cho nó nhanh. Cứ không dính cơm nhá các bác nhá, yên tâm không dính cơm. Nòng đánh giá là xấu đi cho nó nhanh. Đánh giá là xấu nhá. Mít cổ. Để bao nhiêu tiền đây? Ngoại hình đẹp nhá. Tháo ra nắn cho bác, bác yên tâm đi. Mã số 3, mã số 4. Ngày 5 tháng 4 để bác rồi này. 390.000. 390.000 nhá. 390.000 một con mít cổ. Đấy, giá này cả ship luôn nhá. 390.000 một con mít cổ. Giá này cả ship rồi. Đấy. Tiếp theo là em Hitachi này, cao tần IH này, áp suất bi nhá, sản xuất năm 2019 này, màu đỏ này. Con này giá cũng rẻ thôi. Nấu đây. Nếu các bác lưu ý là hàng em là bán giá này rất là thấp rồi các bác nhá, rất là thấp rồi. Nên các bác lưu ý nè, vui lòng khi nhận hàng khi đặt hàng thì không đổi trả các bác nhá. Tại vì cái tiền em bán giá hôm nay là tất cả những cái hàng cuối này là bán giá là gần như là dưới giá nhập rồi. Đấy. Đấy. Dưới nhập rồi nên là các bác vui lòng xem xét kỹ trước khi mua nhé, trước khi mua. Đấy. Điện nó ok không nhá. Hiện giờ 9 giờ phút này. Nấu đây. Gửi này. Đấy. Hâm cơm này. Hâm cơm này. Các phím hoạt động tốt không nhá. Đấy. Hitachi. Cao tần, áp suất bi, mua về Ninh Xương nấu cháo, nấu xôi. Đấy. Mùa hè rồi. Nấu chè. Sản xuất 2019 nhá. Dung tích 1 lít điện 100V này, công suất là 1400 nhá, màn mũi thành quách đây. Đấy. Màn hình đây. Đấy, thành quách đây. Đấy, có sức nano nhá, có sức nano, đáy điện này là không bể vỡ nhá. Đấy, đỡ quay còn đẹp này. Đấy, dây đợi còn đẹp nhá, điện nóm tốt. Răng xanh này. Răng xanh nhá. Đây, gãy một cái tai bên này nhá. Đây cái tai đây. Tai này là có tác dụng là khi bác lấy ra thôi. Đây. Đây. Móc ra này, để cầm như này thôi. Thì nó không có tác dụng là xì cái chiếc gì xì này hay không ở cái răng này nhá. Đấy. Đấy, một bên gông này bị gãy nhá. Áp suất bi này. Đấy. Ok chị ạ. Răng xanh này. Đúng sau đúng rau này không bao giờ xỉ thôi nhá. Cái gông đấy thì nó chỉ là lấy ra thôi đây. Để lấy ra cho nó dễ thôi. Đấy có xước này, xong chuẩn này. Đấy. Trong lòng xong đẹp nhá, trong lòng xong đẹp. Lòng gân gai nhá, rất đẹp luôn này ạ. Lòng gân gai rất đẹp. Được chưa? Lòng gân gai rất đẹp nhá. Không xỉ nhá các bác nhá, lưu ý không xỉ. Cứ đúng xong rau là không xỉ, em test rồi. Test cơm, test áp suất cho các bác đầy đủ hết rồi. Đấy. Đấy, nó có một cái nhược điểm là nó bị gãy một bên qua cái tai thôi. Cái tai này thì có tác dụng là khi bác lấy ra thôi, đây, lấy ra này đấy, thì nó dễ thôi. Còn là chúng ta cũng chẳng cần cái tai đấy, không ảnh hưởng gì hết. Đấy, một cái điểm đấy và cái điểm thứ hai là nó bị xước ở đây đấy, thế thôi. Còn rong xanh nhá, nòng thì đẹp, rong xanh nòng đẹp nhá. Để bác này 600.000, 590.000 đi. Số 5, ngày mùng 5 tháng 4, 590k nha các bác nhá. Đấy, giá này cả ship rồi nhá. Đấy, một em Hitachi màu đá đây. Phím này nó hơi rộp rộp tí này. Đấy, nhìn được cái gì em sẽ báo các bác ở đấy nhá. Đấy, không ảnh hưởng gì nhá. Đấy, thấy chưa? Nhìn kỹ giúp em. Tiếp theo là em bác giúp em Joyosi. Mua đồ bếp Nhật Bản, thay pin rồi nhá. Tất cả pin em thay em đều câu dây ra ngoài nên là sau khi cái bác sử dụng hết pin thì bác thay cực kỳ dễ luôn. Bác tự thay cũng được, không cần phải đi thợ nhá. Đấy là cái em sẽ làm cho bác rất là dễ sử dụng. Do GOC này, chuông còi kêu to này, đấy, nhạc hít đầy đủ nhá. Đấy, nấu đây, thủy này, hâm cơm này, hâm lên 8 phút này, thủy này, gạo không vo này, đấy, menu này, thủy này, hẹn giờ 9 giờ, phút các phím hoạt động tốt các bác nhá, các phím hoạt động tốt. Do GOC sản xuất năm 2017, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W nhá. Có mã là gì đây, NPVN10. NPVN mặt mũi đây. Đây có vết rạch dao đấy nhá. Đấy, lấy ni lông làm vết rạch đây. Rạch từ trên nắp hơi rạch xuống này.
M thôi, đấy, đáy nước đến nạc, không bể vỡ nhá. Đấy, sản xuất là 017 đây. Bốn năm quanh viền là có xước nano rồi. Đấy, hàng đó qua sử dụng nó không phải tránh khỏi những vết xước sát nhá. Màn hình sáng đẹp đây. Đấy. Có đầy đủ các chức năng, hâm cơm nhanh nhá, nấu gạo nứt này mầm, nấu gạo trắng, nấu cơm ngon, cơm dai, cơm cứng nấu nhanh, đầy đủ các chức năng luôn các bạn nhá. Đấy, rang xanh này. Rang xanh mướt này. Đấy. Nòng có chấm nhá, nòng có chấm. Đời cao 2017 nhá, đáy đây. Bên trong đây. Đấy, có xước muôi nhá. Có biết xước muôi. Có biết xước muôi này, đấy, nhìn giúp nha. Đấy. Được chưa? Bên trong sạch sẽ nhá. À. Bên trên đây. Đấy. Có biết xước muôi. Ít thôi tí nhá, bao cũng không dính cơm đâu. Roger C đời 2017 nhá. Đấy, đời cao, vua đầu bếp Nhật Bản, cao tần IH. Bán có bảo hành các bác nhá, yên tâm chị ạ. Bán hàng không có nhận cọc, các bác chỉ cần ưng mã nào để lại số điện thoại và bên em sẽ gửi hàng cho các bác, mã số 6. Ngày mùng 5 tháng 4 để bắt đầu làm bao nhiêu? 630k. 630.000 đời 2017 các bác nhá. 630.000. Tiếp theo một em gì đây? Nationa, hai bức nấu IH cao tần IH các bác nhá, cao tần IH Nationa. Bản mũi thành quách đây. Đấy đấy nên là không bể vỡ nhá, không bể vỡ. Ông hiếp còn đẹp này, sáng bóng luôn này. Đấy. Cũng có xước nano nhá, chứ không phải là không có đâu các bác nhá. Đấy, pin thay rồi. Thay pin rồi nhá. Em Nationa hai bức nấu IH. Đấy, dòng này thì siêu bền các bác nhá. Sản xuất năm 2008, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1100W, có mã là SRHG101 nhá, SRHG101. Đấy, nấu này, tùy này. Âm này. Tùy này. Đấy. Menu nấu ăn. Hẹn giờ cơm 9 giờ. Phút các phím hoạt động tốt các bác nhá, các phím hoạt động rất tốt. Đấy. Dòng này siêu bền các bác nhá, siêu bền. Lại dây còn đẹp nhá, cổ phích còn đẹp này. Đấy. Vẫn hút hết dây nhá, vẫn hút hết dây. Có thì không được khỏe lắm nhưng dây hút vẫn hết nhá. Răng xanh như tàu nào chuối này. Đấy. Xanh mướt luôn nhá, xanh mướt ở bên trong con xanh này. Dòng này được những con mà còn xanh như này có rất là hiếm nha các bác nhá, rất là hiếm. Đấy. Xanh mướt nhá. Xong đây, có vết xước muôi rồi, có vết xước lông mèo. Bên ngoài là inox sáng quắc này, bên trong đây. Đấy, có vết xước lông mèo nhá, không có chấm chóc nhá, vết xước lông mèo là có nhá, các bác nhìn kỹ giùm đây. Đấy, vết xước lông mèo nhá. Ông anh kim tuyến này, những cái vết xước này có bao quát không tính cơm trong vòng nhiều năm nữa. Đấy là cái sự cam kết của em. Đấy. Vết xước lông mèo nhá, có vết xước lông mèo. Đấy. Này, hình như họ thấy cái búi sắt đánh cái sao các bạn đây. Đấy nhá. Rất là bóng đây. Sạch sẽ. Nationa siêu bền, các bác dùng dòng này chỉ sợ mất thôi. Chứ không bao giờ phải cắm nhầm điện rồi còn không bao giờ sợ hỏng được. Để yên tâm chị ạ. Mã số 7. Ngày mùng 5 tháng 4 để các bác nói là bao nhiêu? 570k. 570.000 các bác nhá, 570.000. Đấy, một em nồi cao tần IH, hai bức nấu IH nhá. Tiếp theo em Toshiba này, sản xuất năm bao nhiêu? 2011, tô bầu đây, cơm ngon, không ngon không lấy tiền nhá. Tô bầu, pin miếc thay rồi nhá. Nấu này. Đấy. Hủy này. Hẹn giờ cơm hâm cơm này, hâm nhanh 9 phút này, có chức năng hâm cơm chức năng hâm cơm nhanh 9 phút luôn nhá. Đấy, rất là nóng nhanh. Hẹn giờ cơm chín. Rồi. À đây. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Gửi này. Chọn góc lại gạo này, hâm cơm này, menu này. Các phím hoạt động rất tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt. Đấy, dây còn đẹp nhá, hút tốt này. Đấy. Con này thì cái tem đằng sau nó lâu ngày em vệ sinh thì nó bay mất rồi các bác nhá, nó bay mất cái tem rồi. Đấy, mong các thông cảm vậy. Dung tích 1 lít nhá, điện 100V, công suất khoảng tầm 1200. Đấy, có mã là dây RC10ZE. Bên trong này, răng đây. Răng xanh đẹp này, mặt nhôm còn đẹp nhỉ. Sạch bóng luôn này, mặt trước mặt sau còn đẹp này. Đấy, lòng nồi dày nhá, lòng nồi dày chuẩn của Toshiba bầu nhá, Toshiba. Đấy, Toshiba bầu đấy các bác nhá. Đấy, lớp men của thằng Toshiba thì không phải bàn rồi. Rất là đẹp luôn. Đấy này, có xước một chút xíu này. Bên trong đây. Đẹp long lanh nhá. Đấy, bên trong sạch bóng này, mặt inox rất dễ vệ sinh. Đấy. Ok chưa ạ? Bên trên đây. Đấy. Nào. Tô bầu nhá, pin miếc ngon lành các bác nhá. Bây giờ là 7 giờ 16 phút rồi.
Bão số 8. Ngày mùng 5 tháng 4. Để bắt đầu là bao nhiêu? Song rong đẹp nhá. 690k. 690.000 có nha, giá là cả ship rồi. Một em tô bầu song rong rất đẹp, ra ngoại hình đẹp nhá. Đấy, ngoại hình đẹp, đây vẫn có những vết xước nano đấy nhá, nhưng mà không thể tránh khỏi, những con này là đẹp rồi đấy. Tiếp theo, một em Sanio xoài, Sanio xoài. Sanio xoài nhá. Nấu nè. Sanio xoài nhá. Vì này test cơm biết áp suất rồi. Chọn con loại gạo này. Đấy. Hẹn menu chức năng nấu ăn này. Đấy. Ủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Ủy này, hâm hâm cơm này, hâm mức trên này rất là nóng này. Ok chị ạ, các phím hoạt động tốt nhá. Chuông còi kêu to. Đấy, dây đợi còn đẹp này. Còn mũi thành quách đây. Đấy. Sản xuất năm bao nhiêu đây? 2010, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W. Đây có sức nano nhá, có sức nano. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Có sức nano nhá. Đấy, có sức nano này. Đáy điếc này là không bể vỡ nhá, bốn chân còn nguyên, không có chân nào thụt nhá. Thay pin rồi nhá, màn hình đẹp đây. Đấy, có sức nano. Không cần móc mấy đâu. Nhưng nano là có sức nhá. Đấy, con này đang bị mất cái gioăng phụ. Đấy, hôm qua em đã dán cái băng dính vào đây để em test áp suất rồi. Và xử lý áp suất cho bác ngon lành không xì nhá. Đấy. Bác có thể lên trên Facebook bác mua cái dòng này là 50.000 đến 100.000. Đấy. Em không còn nhá, không còn còn thì em bổ sung cho bác, nhưng mà em không còn. Đấy. Chia sẻ rằng hôm qua em test áp suất là phải dán cái này, dán biệt cái nỗ đi để test áp suất cho các bác. Ngon lành thì không xì nhá. Gioăng xanh này. Gioăng xanh mềm nhá. Đấy. Nòng rất là dày luôn. Nòng chín lớp nhá, nòng chín lớp dày bịch luôn này, nòng chín lớp nhá. Nòng chín lớp dày bịch luôn. Đấy. Đấy. Nòng chín lớp dày bịch nhá. Bên trong xanh mướt này, bên trong xanh mướt. Test áp suất được các bác nhá, test áp suất rồi. Không xì nhá, xử lý bác ngon lành luôn không xì. Nòng dày chín lớp nhá, do còn xanh. Đấy. Bên trong đây phần viền ủ có xước nano này. À, bên trên này còn sạch đẹp này. À, báo cáo rõ các bạn, lòng dày chín lớp nha, rất là dày. Đấy, bên trong còn đẹp long lanh luôn nhá, không có chấm chám gì nhá, không có xước xiếc gì nhiều đâu. À, để bao này bao nhiêu? 700.000 cả ship, 700.000 giá hợp lý chưa? Mã số 9 ngày mùng 5 tháng 4. 700k, giá này có cả ship được không nhá? Giá này có cả ship rồi. Này, xả bác em này đây. Bây giờ là 7:18, bây giờ con làm Panasonic nhá. Đấy. Con này đời 2018 nhá, 2018. Nếu con này nòng thì không được đẹp. Có chóc nhá, bao quát không dính cương. 2018 nhá, màu tím than. Gioăng thì xanh rồi, nòng thì có hai vết chấm. Chóc nhá. Bao không dính cương, ok trận đáy đây. Đấy, nòng phủ kim cương nhá, bên ngoài mạ đầu. Đấy, có hai vết chóc nhá, không dính cơm nhá. Panasonic này, răng xanh này, răng xanh mướt nhá. Đấy, mặt trước mặt sau đây. Đấy, ngắm giúp em nhá, bên trong này viền inox này, dễ vệ sinh này. Đấy, ở 2018 điện đóm ngon này, Panasonic. Đấy, 2018 nhá, dày rất là đẹp và to này. Xanh mướt nha các bác nhá. Nấu đây. 56 phút này. Hủy này, hâm cơm này. Đấy, có đếm số điện nữa này, hủy này. Hẹn giờ cơm chín, giờ phút hủy. Nói chung là tất cả các chức năng của dòng nồi cao tần Nhật thì nó đều xem như nhau thôi. Về các chức năng nấu ngon, nấu mềm, nấu cứng, nấu dai, rồi nấu gạo nứt, gạo trắng không qua gạo nguyên cám hay là gạo nứt nảy mầm các bác nhá. Đấy. Rồi có chức năng nấu nhanh. Đấy. Cũng có đầy đủ hết, rồi hẹn giờ cơm chín. Thế thôi, kiếm cơm à. Mã số 10 ngày bao nhiêu vậy? Ngày mùng 5 tháng 4 để 430k, 430.000 nhá, đời 2018 nhá, thành vách đẹp này. À, bao nguyên di nguyên bản nhá, bên nhà em bán không hàng, không có hàng sửa nhá, chỉ là em bán theo hình thức tô xấu đẹp, còn nào sửa thì em thanh lý luôn. Đấy, chia sẻ các bác như vậy nên hàng thì em các bác yên tâm là không bao giờ no là chọc ngoáy. Đấy, có chọc ngoáy là thay cục pin là có chọc ngoáy có nhá. Đã, số 10 11 tiếp tục lên mắt của em Giorgio Si 11 em Giorgio Si. Con này cái
còi nó đang có vấn đề này, e cái e rồi. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, giờ này, hủy này, hâm cơm này, hâm nhanh 8 phút này, đấy. Hủy này, menu này, con này cái còi nó đang các bác nhá, như kiểu là no bị sát côn rồi. Màu trắng nhé, Thành Quách đang sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1105W, có mã NPXA10 nhé, Thành Quách bằng nhựa nhé. Bạn nào thích in ra ban này, con này in ra ban đây. Ok chị ạ. Đấy, bán đúng theo hiện trạng nhá. Cái còi của nó là đang có kêu nhẹ nhá. Răng rất là xanh mướt này. Răng xanh mướt luôn nhá. Đấy. Mặt nhôm này. Mặt nhôm này, son đã nóng rồi. Mặt nhôm này, đáy son có xước này. Bên trong này có xước môi này, không có chấm chóc nhá. Đấy, có một vết chấm mờ mờ này, có xước môi nhá. Đấy, có xước môi. À, đấy có xước nhá, bên trong này sạch bóng này, bên trong sạch bóng nhá, Thành Quách bằng nhựa bác yên tâm đi. À, tôi bấm cờ rô một đẹp nguyên này. À, điện nó ok nhá. À, một cái khuyết điểm răng thì rất là xanh mướt rồi, là cái còi đang kêu không được to mấy, nhau nhá. À, mã 12 à, mã 11 ngày bao nhiêu ngày mùng 5 tháng 4 để bắt đầu nhỉ. 540k, 540.000 giá này cả ship luôn rồi các bác nhá. Giá này cả ship luôn rồi. Đấy, xong dòng đẹp nhá. Giá này cả ship rồi. Đấy, thì tính ra thì miền xa này chỉ còn hơn 400.000 cái nổi thôi, không có nhiều đâu. Đây, tiếp theo em Hitachi đây. Con này em đang thấy xì xì, em cũng chưa có thời gian để xử lý đây. Cứ bán theo hiện trạng nhà em mà xử lý được xì cho các bác thì là cái tốt, còn không được thì nó hơi hơi xì xì một chút xíu thì mong bác thông cảm nhá. Đấy. Bọn này xử lý gì thì cũng dễ thôi, đúng song song là đơn giản. Đây song đẹp này, song đẹp nhá, đời kiểu cái dạng hy hương nhá, song đẹp. Đó, bên ngoài đây. Đó, nòng hai đáy nhá, răng đây, răng mềm dẻo này. Đó, nắp chống trào vẫn còn đầy đủ này. Áp suất bi nhá, mua về nên siêu đầu cháo nội xe. Hitachi nhá, dạng hàng hy hương. Con này là trước em đã tháo, em thay pin và em mở vung cho bác xem là khóa áp suất như nào đấy ạ. Đây mặt mũi đây, 7:24 này. Đấy, bên trên nhá. Đấy, sạch đẹp Hitachi. Đấy, mặt mũi đây. Đẹp chưa ạ? Đấy, sản xuất năm 2008 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1400W nhé, 2008. Đấy, nó cùng đời với dạng hy hương đấy ạ. Ừ, nhưng mà vì hy hương đắt quá thì người ta làm cái phân khúc này nó rẻ tiền hơn. Đấy, nhưng bên trong thì cấu tạo nó như nhau. Hôm trước con này em chính là con này em tháo ra em xem cái khóa vùng ở đây và cái thay pin với nhau nhá. Đấy, quý này. Đấy, quý này ok nhá, các phím động tốt. Ok chị ạ, ok coi nhá. Dây còn rất đẹp nha, đáy nên là không bể vỡ, dây còn cực kỳ đẹp luôn. Dây cực kỳ đẹp nha. Đấy, bán theo hiện trạng các bác nhá, các yên tâm đi. Mãi mã số 12 ngày bao nhiêu là 10 ngày, mã 12 ngày mùng 5 tháng 4 để bác bao nhiêu tiền. Đó nhá, xong do ngón đẹp nhá, em sẽ cố gắng xử lý áp suất cho các bác nhá, yên tâm đi ạ. 580k, 580.000 một chiếc nồi Hitachi cân tải áp suất các bác nhá, 580.000 Thành Quách đây, vẫn có cấn móp nhá bác nhá. Mã 12 đây là cái nồi cơm này cũng là cái mã cuối cùng nhá, bây giờ em sẽ lên cho các bác bàn ủi nhá, bàn nào hơi nước không dây, bàn nào hơi nước không dây, bàn nào có nhu cầu mua bàn nào thì liên hệ luôn. Đầu tiên là một em Panasonic nhá, Karuru. Những cái hộp bên ngoài này nhá thì nó vẫn có những vết xước sát đây các bác nhá, vận chuyển qua nhiều nơi rồi. Đấy, nó vẫn có vết xước sát không thể tránh khỏi. Đấy, nhà em có những bác khách hàng bác mua về bác còn đem đi bác đánh bóng rất là cẩn thận. Đây, mặt inox nhá, mặt inox. Đấy, mặt inox đấy ạ. Đấy, ok chưa. Đấy, sản xuất năm 2018, điện 100V, công suất 1400 nhá, in China nhá các bác nhá. Đấy, đa phần thì
Banna mới biết từ thì nó sẽ sản xuất tại Trung Quốc thôi, lắp ráp tại Trung Quốc cho thị trường Nhật Bản. À, con này là phím bấm nhá, không chuyển được điện nhá, con lưu ý không chuyển được điện. À, nhưng con nào bảo chuyển được điện thì là chuyển được điện, con nào không chuyển được điện là không chuyển được điện. Chuyển điện thì cộng thêm 100 thôi, nhưng những con này thì chịu không được chuyển được điện nhá. Phím viết là ngon này này. À, chưa thấy nóng à? Nóng rồi, nó đang kiểm tra tí nữa. Nó cứ thấy cái gì nóng thì vẫn nóng đó. Ấy da, ấy da. Đấy. Con này đang có vấn đề rồi, có tính sau đi các bác. Rất là đẹp này đấy, các bác thấy nhập một con đẹp cái này về nhưng mà nó đang là có vấn đề này con này. Vấn đề này cho mày xuống nữa. Đây. Tiếp theo. Đâu, bàn nả đã dính con rồi. Toshiba Nacos các bác nhá. Đây mặt đẹp như mới này. Mặt đẹp như mới nhá. Các bác ngồi nhìn kỹ em này. Đây. Vẫn có vết xước đây. Một em Toshiba Nacos. Đấy. Làm rất hầm hố nhá. Con này gần như mới tinh các bác nhá, gần như mới tinh. Đây các bác nhìn cái mặt xì của nó đây. Đấy. Toshiba Nacos nhá. Được chưa? Test điện đã. Cứ nói một thôi xong rồi nè. Vậy thì là ngon rồi. Thế dưới này đóng tắc mic đóng sầm sầm rồi. Á, nóng ngay. Đấy. Ok chạy, à, góc phím này. Đấy. Ok các bác nhá. Ok nóng bỏng rồi đấy. Con này thì đẹp rồi. Ok rồi. Con này cũng không không chuyển được điện nhá, không chuyển được điện là vì là phím bấm điện tử như này là không chuyển được điện. Nó phải là phím gạt cơ các bác nhá. Đấy, còn hôm trước có một bác nào con 16 hôm nay có khi là hôm nay em mới chuyển cho các bác nhá. Vì cái bộ chuyển điện em mua hôm trước có mấy bộ em đổi hết rồi. Xong em đặt tiếp thì hôm nay họ mới ra. Có một con duy nhất mã 16 bác nào thì hôm nay có thể là em hàng nó ra em sẽ chuyển điện gửi cho bác nhá. Nó chậm hơn 1-2 hôm. Bác thông cảm vậy. Mã 14 ngày 5 tháng 4. Con này đẹp nhá. Để các bác bao nhiêu? 480k. 480.000 cả ship nhá các bác nhá. 480.000 cả ship rồi. Đấy. Toshiba Nacos bên trong đây. Đấy. Màu bạc nhá, trông rất hầm hố này. Bầu bầu này, mặt đẹp nhá. 480.000 cả ship các bác nhá. Đấy. Đấy. 480.000 cả ship. Đây, tiếp theo này. Mấy em Toshiba Nacos này, phiên bản giới hạn ở đây này. Đấy, nhìn thấy chưa? Này. Mặt inox nhá, mặt inox nhá. Bầu bầu trông rất hầm hố này. Bình nước đây. Đấy, Toshiba Nacos phiên bản giới hạn, này viền chrome sáng quắc này, đấy, có mạ có chữ gì đây. Đấy. Đấy có han một chút xíu này. Công suất 1200V nhá, sản xuất 2005, con này là Union Japan nhá. Toàn tiếng Nhật, toàn tiếng Nhật, không có chữ Japan nhưng mà tí toàn tiếng Nhật các bác nhá. Toàn tiếng Nhật, con này là lắp ráp tại Nhật rồi. Lắp ráp tại Nhật nhá. Đấy. Mấy em Toshiba Nacos. Đấy, phiên bản limited. Phiên bản giới hạn. Con này cũng phím bấm điện tử các bác nhá, không chuyển được điện. Đấy, các phím phun nước còn đẹp này. Đấy, xịt 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 xịt. Đấy. Chờ tí nhá. Toshiba Nacos màn hình nữa và bàn nào lớn các bác nhá, bàn nào lớn. À, nóng rồi các bác nhá, nóng rồi. Đấy, dây còn rất đẹp, phải dây rút này. Đấy, mua về tặng vợ các bác nhá, tặng người thân, tặng bố mẹ. Đấy. Toshiba Nacos ngắm kỹ này lần nữa, em nó lần nữa này, trông hầm hố chưa? Đấy. Mặt inox nhá, mặt con này mặt inox, mặt inox. Vỏ ngoài không có vết xước nhá, không có có vỡ đâu. 16 15 gì nhỉ?
Mấy năm ngày bao nhiêu lên ngày à, mùng 5 tháng 4 để cái này bao nhiêu, 600k nha, 600k một em ba à, một em Toshiba Nacode 600.000 có mặt nạ hơi nước không dây, mặt inox sáng quắc luôn, hàng gần như xài rất là nước luôn. 17 đây, lại Toshiba Nacode. Đấy, rất nhiều phiên bản màu đen khác nhau. Đấy, này màu xanh này, nước biển này, mặt xấu nhá, mặt không phải là xấu đâu, nó bị xước đi, bị xước đi. Nếu con này, con này thì con này có thể chuyển điện được, chuyển điện được này. Đấy. Con này mà nút gạt thế này chuyển điện thoải mái nhá, không bị bể vỡ nhá, không bị bể vỡ. Đấy, đây, con này là Union Japan, Union Japan nhá. Union ra bàn, dây nó nằm ở đâu? Ô, dây đâu nhà đây. Đấy, điện đóm đây, tắt này, bật này. Phím này, nút bấm một đẹp này. À, xa, đã nóng rồi, đã nóng rồi các nhá. Đấy, Toshiba Nacode đã nóng rồi. Union ra bàn nhá, Union ra bàn. Mặt nó không phải là xấu lắm đâu ạ, vẫn là thoải mái nhá, vẫn là thoải mái. Vẫn là thoải mái. Ok chị ạ. Đấy. Mặt trước thì bán giá rẻ thôi. Mã số 16. 16 ngày à, mùng 5 tháng 4, 280k. 280.000 thôi nhá, giá này cả ship rồi ạ. Một em Toshiba Nacode 280.000. Đấy, 16 mã thôi thì cái mã 16 cũng là cái này. Nốt hai con này. Đây, Nationa này, National đây. Đấy, bên trong rất đẹp nhá. Thời gian thì nó màu vàng thôi, đấy, màu xanh mặt mũi này, đấy, mặt mũi này có xước nhá. Giá bình dân thôi. Đấy, bản ủi hơi không dây nhá. Bản ủi hơi không dây. Tím bóng con đẹp này. Đã nóng bỏng rồi, mặt mũi đây, Nationa nhá. Sản xuất 2002 này. Mặt mũi đây. Mặt nạ lớn nhau nhá. À, Made in China này, 2002, này. Công suất 1400 W. À 100 V, công suất 1400 W nhá. Đấy, các quý con đẹp này. Con này bao nhiêu? 300.000. 300.000 nhá, mã 10 17 ngày 5 tháng 4. 300k. 300.000 thôi nhá. Đấy. 300.000. Đây 18 này, cuối cùng này, lại Toshiba Nacode. Đây. Nuôi con này mặt thì mới tinh này. Con này mặt mới tinh bên ngoài này trông thời gian vậy thôi chứ còn bên trong nó lại mới tinh các bác nhá, không vỡ nhá. Không vỡ. Bên trong mặt mới tinh này. Mới tinh em cam kết bác, mặt mới tinh. Đây. Thì hai nỗ, hai nỗ mới tinh nhá. Này, sản xuất 2001 đến năm 100 V, công suất 1200 Toshiba. Con này lắp ráp tại Nhật nhá, lắp ráp tại Nhật. Đấy. Chỉ sử dụng cho nội, cho toàn bộ tiếng Nhật nhá, chỉ sử dụng cho thị trường Nhật Bản thôi. Này, điện đóm này. Đấy. Phím 2 này, phím 3 này. Những dòng này là không chuyển được điện các bác nhá, cứ phím bấm điện tử là không chuyển được điện. Ai à, nóng bỏng nó đẹp không, mới con luôn, bên ngoài chỉ trông vậy thôi chứ bên trong thì long lanh cạnh tranh luôn các bạn, long lanh cạnh tranh luôn, không bị bể vỡ nhá, không bị bể vỡ. Đấy. Bên ngoài thì do thời gian thôi, còn bên trong thì đẹp nhá, đẹp nhất đắt luôn. Đấy. Mã 18 sẽ là cái mã cuối cùng nhá, mã 18 đây. Bên ngoài thì bác phải đánh rửa sạch sẽ đi, còn là lấy có kỳ công thì lấy giấy ráp nước ấy, các bác cho vào trong cái chậu đó bác có đánh sạch bóng đi là nó bóng lừ luôn. Đấy, quan trọng là phần bên trong thì rất là đẹp rồi, bên ngoài nó bằng nhựa rồi, đánh thoải mái nhá. Mã 18 ngày mùng 5 tháng 4. Để bao nhiêu tiền đây? 470k. 470.000 nhá. Đấy. Các nhìn bên trong nó siêu nước luôn. Đó. Siêu nước luôn nhá. Chưa dùng cũng không phải là siêu nước, một em mới tinh Toshiba Nacode. Và cái mã này cũng là sẽ là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 4 các bác nhá. Bây giờ là cũng là khá là muộn rồi, em xin phép dừng video tại đây thì cũng
em còn cũng đi làm nữa. Mong các bác tiếp tục tin tưởng ủng hộ, chia sẻ rộng rãi kênh Ma Cao Đổ Bãi lên các cái trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để ủng hộ kênh của vợ chồng em. Cảm ơn các bác rất là nhiều, kính mong các bác một tin tưởng ủng hộ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.